Thế luôn em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Giới thiệu cho anh em một bộ đầu tiên, bộ này rất hay. Có tựa đề là Thôn Phệ Vĩnh Hằng. Anh em muốn nhớ like đăng ký kênh thật nhiệt tình nhé. Phong Nghi Sự Lâm Gia. Tại Phong Nghi Sự đường đường là thiếu chủ của Lâm Gia, gia tộc đứng đầu gia Hồ Thành, là bị người khác cướp đi võ kỹ ngay trước mặt cống nhà mình. Đúng là quá mất mặt. Lâm Hằng, tại tại sao cấu kết với người ngoài cướp đi võ kỹ thiên hỏa ấn của ta chứ? Tại sao lại phản bội ta? Rất đơn giản, bởi vì ngươi chặn đường đi của ta. Một đứa con rời nhiều người mà là Lâm Thương lại lập người lập thiếu chủ Lâm gia. Ta mới là huyết mạch chính thống của Lâm gia. À, nghĩ đi ca ca của ta. Hàng thì giờ tiếp theo nó xử lý thế nào đây? Vượt hắn trong rừng đi theo kế hoạch mà làm. Chẳng phải là hắn nên chết ở trong miệng yêu thú sao? Còn nữa, sau này phải gọi ta là thiếu chủ. Tuân mệnh thiếu chủ. Tại vì núi Hắc Phù. Ta muốn sống tiếp. Ta phải báo thù. Ta phải mạnh hơn. Ta phải mạnh hơn. Bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào mình. Đây là đâu vậy? Mình ban nãy bị thiền lôi quánh trúng mà. Chẳng lẽ đây là địa phủ ư? Đây là thần thức chi hải của người. Quá nhiều. Lôi ban nãy là do ta biến hóa mà thành. Người là ai? Ta là khí linh của thôi thôn phệ thiên đồ huyết lão. Mà ngươi lại là người kế thừa thánh mạch chi thể mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, cũng là người kế nhiệm tiếp theo của thôn phệ thiên đồ thánh thánh mạch chi thể. Không sai, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thôn phệ mà cầu của ta, giúp ngươi báo thù. Được, chỉ cần có thể báo thù, ta đồng ý mọi điều kiện của ngươi. Nếu ta sẽ khiến ngươi có được những thứ gì mà ngươi muốn. Ta đã trở lại. Huyết yêu thiên chuyển. Thôn phệ ma vật. Thánh nghịch chi thể. Lâm thần. Chính tự. Tới lúc càng quét sạch cả Lâm gia, thực hiện báo thù cho người rồi. Thôn phệ. Tiểu hữu, ta cũng không biết mộng cảnh này của ngươi là cái gì. Nhưng mà lúc ta thức tỉnh thánh mạch chi thể, phát hiện ra thần thức chi hải của ngươi đã bị phong ấn rất là mạnh. Phong ấn rất mạnh à? Đúng vậy. Với tu vi của ta cũng không thể tra ra được chút thông tin gì. Có lẽ là một cơ duyên của ngươi. Xem ra ông trời đối với ta cũng không tệ. Dãy núi Mặc Phù. Vân Thành Nhục. Về Hàng. Mọi người dừng lại. Người thăm dò đã về rồi. Báo cáo đại tiểu thư, đã thăm dò được con đường phía trước rồi. Sao rồi, tìm thấy được đường ra chưa? Sương mù phía trước quá dày đặc, không nhìn rõ được đường phía trước. Kia là màu xem đó là cái gì vậy? Có yêu thú màu bảo vệ tiểu thư. Đại tiểu thư à, việc này cứ để cho tôi. U Minh Cừ Lang rất hợp ý tôi. Phóng ngựa qua đây đi. Nani? Cách xa nó ra. Nếu không ngươi sớm muộn gì cũng tự chôn mình ở trong cổ quan tài thánh đồng này thôi. À. Lại là giấc mộng đó. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Huyệt lão à, từ khi đã được thỏa thuận của người, thì sau khi thức tỉnh thánh mạch chi thể, thì giấc mộng này cứ lấy quấn ta. Là ní. À, y da, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ừ.
đáng ghét. Lui. Ai đó? Đây đâu phải một con dị thú tiên thiên lục trọng rồi. Thiên hỏa ấn. Lên. Thiên hỏa lệnh viêm. Thù. Con cự Minh Lan này tiên thiên lục trọng này đúng là khó đối phó thực. Nói, ngươi lại. Nói, rốt cuộc ngươi lại. Nè tiểu tử, mau trả lời ta. Ây dạ, không ngờ lại là yêu thú lục trọng. Vậy thì yêu đan của nó là tương đương với cảnh giới tất trọng rồi, phát tài rồi. Ấy, lừa ta ư. Bớt giả bộ đi. Mau nói, ngươi lại. Không thì đừng trách ta. Từ từ đã. Đại tiểu thư, ngươi luôn xuất trước đi đã. À vâng. Tập 2. Tây Hà là vân thành nhù, thiếu chủ của Thái Thành Môn. Thu hạ có chỗ nào thất lễ, mong tiên sinh lượng thứ. Xin hỏi quý danh đại tính của tiên sinh. Thiếu chủ Thái Thành Môn. Mình tiết lộ thẳng thân phận e là cũng không ổn rồi. Dinh hạnh, Tây Hà là nguy nhiễm. Là tán tu ẩn cư trong dãy núi Mạc Vù. Người tiên sinh ẩn cư ở đây đã lâu. Ta muốn hỏi một chút, muốn tới Dạ Hồ Thành phải đi thế nào? Dạ Hồ Thành à? Bọn họ tới đó làm cái gì vậy ta? Chẳng lẽ liên quan tới Lâm gia ta? Mỹ nữ à, vậy coi như là câu hỏi đúng người rồi đó. Tiểu hổ nhà ta lại biết Dạ Hồ Thành đó. Thứ trên người của ngươi là cái gì? Tiểu hổ à, tại sao nữ nhân này lại hung dữ vậy? Không thấy bộ dạng của lão phụ đáng yêu ư? Nhắc tới tại sao ông lại biến hóa thành cái bộ già ngu ngốc thế này chứ. Lão phu nghe nói bấy nữ nhân bây giờ toàn thích tạo hình đáng yêu cho nên. Hai người thì tầm cái gì mau nói. Ai đã kích động như vậy chứ, chỉ là khí linh của ta mà thôi. Khí linh này quái quá, tiểu thừa chúng ta không thích tìm thôn phu ở trong núi. Vì đại nhân nói đúng lắm, đợi cái tìm hắn. Khí linh này của ta là bạn đồng hành, ta trân trọng nhất đời này. Nếu các ngươi không thể chấp nhận thì vậy đừng có chơi rủa chứ. Chúng ta mỗi người một hướng là được rồi. Xin lỗi, bọn ta thiếu kiến thức. Hành vi mất hết hệ thống, mong các hạ tha thứ. Vân tiểu thư nặng lời rồi. Tiết rơi rồi. Tiết rơi khí đường. Hay là các hạ cùng bọn ta đóng quân ở đây? Để tiết nghiêng rơi thì mong các hạ dẫn bọn ta tới Gia Hồ Thành. Mong không biết là các hạ thấy thế nào. Cũng được, Tây Hạ cũng đang định tới Gia Hồ Thành. Tiên đương dẫn mấy người đi luôn. Nhân tiện tra trống ở trong đội ngũ của bọn họ có lẽ là thuận lợi vào trong thành rồi. Tây Hạ mà muội hỏi một câu, mấy người tới Gia Hồ Thành để làm cái gì vậy? Không giấu làm cái gì, bọn ta tới Gia Hồ Thành là để tham gia đại hội tỷ võ do Lâm gia tổ chức. Mấy người cũng tới tham gia đại hội tỷ võ à? Chẳng lẽ người công tử cũng nhận lời mời của Lâm gia tới tham gia đại hội tỷ võ ư? Không phải, chỉ là ta dạo gần đây có không ít đội ngũ cũng tới tham gia đại hội tỷ võ Lâm gia. Tuyết rơi dày quá. Mọi người dừng trại đây trước đi. Ngày mai sau khi tuyết ngừng rơi sẽ xuất phát. Dân đại tiểu thư. Sao thân hình của người đó lại giống Lâm Thần thiếu chủ vậy ta? Chẳng lẽ hắn chưa chết ở trong dãy núi Mạc Vù? Phải thăm dò rõ ràng rồi đã. Không thể để lễ cho đại sự của Lâm Hàn thiếu gia được. Các hạ sao thế? Không có gì. Lâu rồi còn ăn đồ ăn nóng hôi như thế này. Thì sôi nướng củi quá nhiên là tuyệt mỹ. Hay là ta bảo thuộc hạ mai vài
Vài đĩa nữa cho công tử nhé. À, vâng, tiểu thư khách khí quá rồi, ta đã ăn no rồi, ra ngoài trước đây. Tôn phu hoan dạ, không hiểu đạo lý đang ăn thì không được rời chỗ sao? Ồ, ta đi vệ sinh mà ngươi cũng muốn đi cùng ư? À, tiểu tử, ta nhìn ngươi lâu lắm rồi đó, có gan thì. Vì hàng à, không được vô lễ với người tiên sinh. À vâng, đại tiểu thư. Ra đây đi, ta đã ý tới người lâu lắm rồi đó, bằng hữu à. Còn không mau ra đi. Ừ, đừng có mà chạy, đứng lại cho ta. Đang chết chạy đâu mất rồi. Ừ. Là ai? Máu hiện thân. Ngươi quả nhiên là vẫn còn sống. Lâm thần thiêu chủ, là ngươi lâm cuồng. Tên hộ vệ bên người của Lâm Hàn à? Không ngờ Lâm thần thiêu chủ vẫn còn nhớ tới tại hạ. Đúng là được sủng ái đến lo sợ. Bớt nói nhảm đi, ngươi tới dãy núi Mạc Vù làm cái gì? Mọi người sắp chết như ngươi, không cần phải biết. Vũ kỹ thánh kỹ. Chiêu pháp mạnh quá, người đã tiến vào cảnh giới tiên thiên lục trọng, vậy thì càng không thể để cho người sống. Phế vật, quả nhiên vẫn là phế vật. Lâm cuồng cái gì? Hử, may mà cái tên này coi nhẹ mình, không thì nguy hiểm thật. Huyền hỏa ấn thù. À, 7/9, tiếc là không thể ăn được. Nói đi, Lâm Hàn phái người tới đây làm cái gì? Người không chết, chết không được tử tế đâu. Không nói chứ gì? Lâm thần. À, thiếu chủ đừng có giết tôi nói hết. Cũng coi như là người hiểu chuyện. Lần này bọn tôi tới là do được Lâm Hà thiếu gia phân phó, tới dãy núi Mạc Vụ tìm kiếm Thuần Nghiên Linh Trì. Thuần Nghiên Linh Trì? Không ngờ trong dãy núi Mạc Vụ này lại có thứ tốt như Thuần Nghiên Linh Trì. Tập bà Huyết lão à, Thần Nguyên Linh Trì là cái gì vậy? Thần Nguyên Linh Trì là loại thiên tài địa bảo, nơi ngưng tụ ra tất cả thần nguyên linh châu, chứa đựng năng lượng châu khí cực lớn, có thể tăng chân khí chi lực của tiểu hổ một lần nữa, thậm chí có thể làm cho thôn phệ đồ lục sát. Ừ, thật sao? Đương nhiên là thật rồi, ta lừa có bao giờ chưa? Lâm cuồng, vậy Thần Nguyên Linh Trì ở chỗ nào? Ở trong ao đầm ở trên con đường cách đây 5 dặm về phía bắc. Rất tốt, ngươi có thể yên tâm mà đi rồi. Lâm thần, ta phải chém ngươi thành vạn mảnh. Ây da, không ngờ hắn lại chính là thiêu chủ thiên tài của Lâm gia. Đại tiểu thư, tiểu tiểu tử đó tiếp cận với chúng ta chắc chắn là có ý đồ. Cứ đi theo xem sao đã. Vâng đại tiểu thư. Lối vào Thần Nguyên Linh Trì, khí tức mạnh quá, chắc là ở đây rồi. Lát nữa các ngươi dụ sư vương ra đi, ta vào lấy Thần Nguyên Linh Châu, nghe rõ chưa? Lâm Hàn thiếu gia yên tâm đi, chấn cứ để chúng tôi lo. Rất tốt, lên cho ta. Dân Lâm Hàn hắn cũng tới rồi à? Hử 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 Lâm Hà thiếu gia, có chút tội giới.
Cứu mạng, con này to quá. Một lũ phế vật. Là Tam Dược Sư Vương Tiên Thiên Tập Trọng. Làm sao đây thiếu gia? Yên tâm đi, thiếu gia ta đã có chuẩn bị từ trước rồi. Đan dược này có thể tăng thực lực của các người. Đối phó với con Tam Dược Sư Vương này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cảm ơn thiếu gia. Tên Lâm Hàn này cũng độc ác quá. Lại dám cho bọn họ dùng huyết sát đạn để đối phó với Tam Dược Sư Vương Tiên Thiên Cửu Trọng. Huyết sát đạn chẳng lẽ là Lâm Hàn muốn luyện chế huyết sát chậu? Hắn muốn bọn họ đi vào con đường chết à? Không sai. Huyết sát đạn có thể khiến cho đan đường chân khí của người sử dụng ngưng tụ thành huyết sát chậu có năng lượng cực mạnh. Giờ đâu quá, Lâm Hàn tiêu già rốt cuộc đã cho chúng tôi ăn cái gì vậy? Đương nhiên là cho thứ phế vật mà các ngươi nên ăn rồi. Chỉ cần chịu một ngoại lực thì sẽ là Lâm Hàn, người chết không được tử tế đâu. Như vậy mới gọi là lợi dụng phế vật chứ. Vì lợi ích của riêng mình mà là dám lừa cái đệ tử thiên tài Thiền Thiền Thất Trọng cô Lâm gia tới nộp mạng à? Lâm Hàn, để tới đại hội gia tộc chính là nghi dỗ của ngươi rồi. Tiêu Hậu à, Lâm Hàn vào sơn động rồi, chúng ta mau đuổi theo đi, cũng tới lúc mình nên xuất hiện rồi. Thợ nghi lên châu là của ta rồi. Mời đi cưng. Lâm thượng, ngươi vẫn chưa chết. Lâm Hàn à, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi. Không thể để cho hắn có được thuận nghi lên châu. Không thì với tu vi tiên thiên bát trọng như hắn, lại tiến thêm một bước thì mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Người đang tìm chết đấy à? Huyền hỏa ấn. Chút tại mộ này thôi sao? Ngươi tưởng là người lén lút đi theo ta, ta không phát hiện ra sao? Hôm nay ta sẽ phế vật nhà ngươi biết ai mới là thiên tài chân chính. Thiên băng chủ. Đây là thứ gì vậy? Lại chặn được tiên thiên băng chủ của ta. Tiểu hữu mau chạy đi, hắn đã ẩn giấu tu vi. Bây giờ hắn đã là tiên thiên cửu trọng rồi. Tiên thiên cửu trọng, cô có huyền băng băng nỉ. Chẳng lẽ Lâm Hàn này tu luyện vật kỹ của hỗn thiền môn thiên băng hàng huyền công? Đã cho triệu lão à, mau quay về đi, chúng ta chạy thoát đã rồi nói sau. Lại thêm một con nữa. Tiêu rồi, sao sư vương này vẫn còn sống gì? Súc sinh đáng chết mà. Phế vật chỉ là phế vật mà thôi. Phế vật cơ đấy mà hưởng thụ cơn tức giận của Tam Dược Sư Vương đi. Bên trong hang động, Băng Đĩ chỉ là nhìn thấy Lâm Hàn của Lâm gia rời đi. Với cái tên tiểu tử kia chắc là vào trong này. Cẩn thận chút đi, ở đây vẫn còn khí tức của tiên thiên cổ trọng để lại. Dân đại tiểu thư, là hắn mau cứu người. Đại tiểu thư, chúng ta cứu hắn làm cái gì chứ? Bây giờ hắn không thể chết ở đây. Hai vị tiểu hậu có thể giúp ta hợp lực phá vỡ huyền băng này không? Giọng nói này, ngài là huyết lão. Đúng là lão phù, sẽ nói vì tiểu hữu giúp. Tiểu hữu này khốn nạn. Tại sao ta phải giúp bọn ông chứ? Vì hàng không được vô lễ. Trước đây người tiên sinh cũng đã có ân với chúng ta, giúp án cũng là điều nên làm. À vâng đại tiểu thư. Vậy thì cảm ơn vợ cô nương trước. Không cần phải cảm ơn ta à. Xem đây. Tiêu hữu, cậu không sao là tốt rồi.
Hiếu Lậu à, ông sao thế? Tập 4. Ta không sao, chỉ là tiêu hao hơi nhiều linh khí ở cái nơi dày đặc này. Vào sâu ở trong hang động này có lẽ có thêm một cái hang động khác. Chỉ là các ngươi phải cẩn thận, Tam Dược Sư Vương vẫn chưa chết đâu. Nhạc mày nhớ, cái hạ ra ngoài đi vệ sinh cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây? Có thể giải thích cho ta một chút không? Người tiên sinh hay là Lâm Thần Thiêu Chủ? Ai tiêu rồi, quên mất con hai người này, phải tìm một cái cớ vậy. À, trăng hôm nay sao đẹp quá vậy ta? Đệ tử, ta nhìn người lâu lắm rồi đấy. Người tiếp cận đây thì thường nhà ta có mục đích gì? Ai được cái đích động, có gì thì từ từ nói. Tiếng của sư tử, sao thế? Đang chết, đường đã bị chặn mất rồi. Ở đây giờ cho ta, ngươi dẫn đại tiểu thư đi trước đi. Vệ hạ, một chiêu đã không chế được địch à? Tu vi của con Tam Dược Sư Vương này phải là tiền thiền thập trọng rồi. Sư Vương pháo đạn. Vợ tiểu thư máu chảy, Lâm công tử đã chết không tránh được rồi. Tiêu rồi. Tuy đã phải cẩn thận cái quan tài đó, cách xa nó ra, không thì ngươi sớm muộn gì cũng chôn mình vào cổ quan tài thanh đồng đó. Đây. Trong quan tài bật ra một bàn tay phục thiền. Hử? Wow, công pháp lợi hại quá. Đầu quá, não hải giống như sắp nổ tung rồi vậy. Huyền Thượng Quân Thiên Kinh, thứ thứ nhất phục thiền. Tràn vào. Công pháp mạnh quá, sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn sao thế? Không ổn, mau lùi về sau. Đây chính là thiêu chủ thiên tài của Lâm gia. Chuyện gì vậy? Cái thứ ở trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện ở hiện thực. Rốt cuộc cái cổ quan tài thanh đồng đấy là cái thứ gì? Nó như muốn mai táng mình, tại sao còn truyền công pháp cho mình chứ? Ban nãy đã tà Lâm chuẩn đầy cả đã tương trợ. À, thầy nhu không còn về cách khí, ta phải cảm ơn hai người đã giúp ta giải thoát khỏi huyền băng. Hôm xưa tên của đại tiểu thư để cho ngươi gọi sau. À, ta gọi rồi, ngươi cũng đâu có làm gì được ta. Ngươi về hàng à? Ngươi lùi xuống trước đã. Đại tiểu thư à, hắn có ý tiếp cận chúng ta chắc chắn là không có ý tú. Ta tin Lâm Thần đại ca không phải là cái loại người đó. Thiên tài như vậy phải nghĩ cách khiến hắn gia nhập tái thành môn của mình. Thành nhu à, cảm ơn cô đã tín nhiệm ta. Tam Dược Sư Vương đã chết rồi, hay là chúng ta đi sâu vào trong hang động xem. Thanh Nhu đợi Lâm Thần đại ca ở danh địa thì hơn. Vì hàm bị trọng thương rồi, bọn ta phải về danh địa trị thương trước. Cảm ơn đại tiểu thư. Vậy bọn ta đợi Lâm Thần đại ca ở danh địa. Nhưng mà linh khí ở trong động không tầm thường, chắc chắn là có thiên tài địa bại gì đó. Thái thành môn của ta không thiếu mấy cái thứ này. Nếu Lâm Thần đại ca thực sự muốn trả ơn ta, hay là báo ứng thân cho ta đi. Wow, đẹp quá. Ta bán thân á? À, để đá, bác nãy cô nói ý gì? Báo mình bán thân ư? Hay là mình nghe nhầm ta? Hay là cứ vào trong hang động thăm dò trước đã. Bên sâu trong hang động, trong này lại có 7 viên thuần nguyên linh châu. 3 ngày sau, Lâm Thần ở trong hang động không ngừng hấp thụ linh khí thuần nguyên linh châu. Trong thời gian ngắn, 2 viên thuần nguyên linh châu đã bị hút cạn linh khí, tiêu tán trong không khí. Chân khí được tăng lên, đồng thời chí tôn vật kỹ cũng được nâng cao. Có chí tôn vật kỹ hóa thân đặc biệt, mà hóa thân của bàn tay phục thiên là thanh y giả. Hợp. Khởi. Chết tiệt, không phải chứ. Ta né.
Do nhiều quá, nếu không hết đầu đau đầu quá. Thôi Nguyên Linh Châu này cũng lợi hại quá, mình chỉ dùng có hai viên mà đã có y lực mà như vậy rồi. Từ tiên thiên lục trọng tăng lên tiên thiên bát trọng, có tính theo chân khí thì tâm trí có thể tăng lên cả tiên thiên cửu trọng. Cũng qua mấy ngày rồi mà Thanh Nhu còn đợi mình ở danh địa nữa. Thanh Nhu à, ta về à, rồi đây. Nói là đợi ta cơ mà. Ý, có cái đó là thư à? Là thư của Thanh Nhu để lại. Lâm Thần cà cà, thương thế của vệ hạng không thể trị khỏi nên đã chết rồi. Thanh Nhu phải đem thi thể của hắn về thải thành mồ hoàn tán, cáo từ. Quách thằng nhỏ mới đi đã ra đi, chết cũng lãng xẹt hả? Vệ hạng huynh đệ, hay ăn nghỉ đi, món nợ của người ta nhất định sẽ đòi lại. Lâm Hà, ngươi đợi đó cho ta. Giá Triều Thành, báo thù phải tìm con sư tử báo thù chứ. Cuối cùng cũng về tới Giá Triều Thành rồi. Phía vào thành là một viện linh thạch hạ phẩm. À, đại nhân à, ta không có tiền, xin ngài hãy rộng lượng. Khốn kiếp, không có tiền thì bỏ lần làm cái gì? Ý da. Bỏ đi, bỏ đi. Gây ra án mạng thì không tốt đâu. Hôm nay tâm trạng còn đầy tốt, cút đi. À, vân vân. Còn ngươi, đưa phí vào thành đi, nốt cũng không có tiền như hắn thì cút luôn đi. À, vì đại ca này ta đương nhiên là có rồi. Chết mẹ, thì đâu rồi? Tiểu tử, rồi có phí thời gian của ta, nếu không có tiền thì ở đời đã. Ngươi là ý, ngươi không phải là Lâm Hỏa sao? Đừng để người khác biết ta vào thành. À, hiểu rồi. Hai người các người là bằng với nhau giao dịch bí mật gì đó. Qua wow, nhìn kìa, ở bên ngoài thành có rất nhiều là mỹ nữ. Hả, ở đâu? Tập 5. Mỹ nữ ở đâu? To cái lắm già nu mà. Là ta đã nhìn nhầm. Lâm gia, ta về rồi. Xin hỏi khách quà, ăn cơm hay là ở trò? Ở trò. Đưa mời khách quà ngồi bên này. Tốt điển Lâm gia lần này, Lâm Đạo Môn ta nhất định sẽ đứng đầu. Nói bừa, bồi hối môn ta mới làm mà nhớ. Nè, đã biết cái gì chưa? Lâm Phong thiếu gia đã thân tới tiền tiền tập trọng đến phong rồi đó. Cũng ngân tàu đường thiền bằng đàn nguyện rất là lợi hại. Ồ, đúng vậy đúng vậy, Lâm Hàn thiếu gia quả thực là anh hùng số thiếu niên. Hắn qua nhìn đã tới tiên thiên tập trọng rồi, muốn đánh bại hắn e ra không dễ rồi. Trưởng quầy à, cho ta một phòng phía trên. À, cái này à, khách quan à, có điều không biết mấy ngày này là đại tỷ Lâm gia, những cái phòng mà chữ tiền đều đã đầy hết rồi. Vậy phòng chữ địa hoặc là phòng chữ huyền thì sao? À, cũng hết rồi, còn mỗi phòng chữ hoàng thôi. Vậy thì phòng này đi. À, được, khách quan đợi một lát. Hòa thượng uống rượu kìa. Khách quan à, phòng đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. À, mời ngài đi theo tôi. À, được. Khách quan là phòng này ạ. À. Được rồi, ngươi đi trước đi. Phòng số 6 chữ hoàng. Thiên địa hiền hòa, chia ra cấp bậc mỗi phòng. Không ngờ ta đây đường đường là thiêu chủ của Lâm gia, vậy mà là ở cái phòng chữ hoàng thấp nhất này. Bỏ đi nghỉ ngơi kia đã. Ồn chết mất, bên ngoài có tiếng gì vậy chứ? Lại nửa hôm cũng không cho người khác. Ý, vùng kiếm vô tâm, kiếm vùng vô linh, vùng kiếm vô ảnh, nghịch trộm thường khùng, kiếm khí tung hoành. Ui, mạnh quá, hình như là kiếm quang như vậy nhất định là cao thủ pháp cảnh rồi. Tu sĩ đã bước vào pháp cảnh mới được tính là con đường tu chân thực sự. Đáng tiếc người này muốn chết. Ý, đáng tiếc cái gì? Đâu sao nhớ lời, không mà nha các cục cần. Ngươi vừa nói đáng tiếc cái gì?
À, không có gì, chỉ dùng một chữ vô đờ mù kiếm, luôn luôn quyết đi một phần chân lý của kiếm. Sao khi mạnh quá, trước tiên phải kéo dài thời gian đã. Người này có thể nhìn ra khuyết điểm của ta. Vậy người đã xem kiếm này nên đánh như thế nào? Cũng dễ thôi, chính là nói kiếm là đạo. Ngươi dùng vù để vùng kiếm ý, vĩnh viễn không lĩnh ngộ được kiếm đạo chân chính. Ta phải dùng tâm mới cảm nhận được lĩnh ngộ của bản kiếm ý của bản thân. Hay cho câu dùng tâm đạo mua kiếm, chắc hẳn là các hạ và kỹ thiên tài thiêu già làm thiếu chủ làm giả trong lời đồn lại lâm thần. Tại hạ kiếm tiền môn kiếm đạo vô hận, vô đạo, hân hạnh được gặp mặt. Kiếm của nhầm rồi. Tại hạ là người nhiễm, không phải là thi chủ của lâm già. Người này thế mà biết rõ ta như vậy, lấy nào là người của lâm hạng phải tới à? Lâm Huỳnh không còn bị căng thẳng. Tại hạ không có ác ý, chỉ là sư phụ ta từng nói có thể nhìn ra khuyết điểm của vô tâm kiếm đạo. Chỉ có hai người, một trong số đó là Huỳnh. Thì rất là nhiều vậy à, vậy ta cũng không chỉ dấu nữa. Có điều ta lại lấy rất kỳ, yếu kỳ. Người còn lại là ai? Chính là Vân Thành Nhu của Thái Thành Môn. Cự nhiên lại là Vân Thành Nhu. Nói như tiên phú của ấy bất phàm như vậy, sao tù vị chỉ có tiên thi nhất trọng chứ? Đúng rồi Lâm Quỳnh à, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Quỳnh không biết Quỳnh có nhà hứng đi với ta uống vài ly. Đương nhiên là được rồi. Vậy được, chúng ta đi. Ngày hôm sau ta diện võ trường của Lâm gia. Mệt chết mở thùi, hồn quà nói chuyện với kiếm huynh muộn quá, chứ chung nữa là quên mất hôm nay là tộc điển luôn. Nè, đã biết cái gì chưa? Lần tí tí này liên quan tới việc chọn người kế thừa của Lâm già đó. Ai mà không biết là để giúp cho Lâm Hành tạo uy thế chứ. Đặc biệt là thiếu chủ Lâm Thần trẻ tuổi là bị yêu thú ăn thịt rồi. Được rồi, mọi người im lặng đi. Gió triều vương. Rất tốt, đầu tiên thì ta xin cảm tạ các vị ở đây đã tới tham dự đại diễn của Lâm gia hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời khách quý vào hội trường. Lâm gia gia chủ Lâm Chiến, đệ tử chân truyền kiếm tiền môn kiếm vô đạo. Hê nô. Vương gia Vương Tranh, trường lão Lý gia Lý Nghiên Long, trường lão Vương gia với Lý gia, bọn họ không phải là luôn đối đầu với Lâm gia sao? Sao hôm nay tự nhiên lại xuất hiện trên tộc điển Lâm gia vậy? Cuối cùng thì hoan nghênh Thái Thượng trưởng lão Lâm gia Lâm Hình Nhất đích thân tới chủ trì đại điển lần này. Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình Nhất, vậy mà lại là Thái Hiền trưởng lão à? Các vị hoan nghênh đã đến tham gia tự dự tộc điển của Lâm gia. Quy tắc tộc điển lần này là hỗn chiến. Những người dưới 30 tuổi có tu vi tiền thiên thất trọng trở lên đều có thể tham gia. Hỗn chiến sau cùng sẽ lưu lại hai người tiến hành trận đấu chung kết. Nếu đệ tử của Lâm gia giành được thắng lợi thì sẽ choáng người đó làm người kế thừa của Lâm gia. Cái gì? Hỗn chiến? Vậy cũng quá không công bằng rồi đi. Đúng vậy đó, ai có thể thắng được Lâm Hàn đi chứ? Lâm gia chủ à, người chúng ta đã tìm tới rồi. Có yêu tăng già tăng kia giúp cho Lâm Hàn thiêu già lối trừ và cản đường thì tộc điển lần này lời làng thăng chắc chắn rồi. Để rồi lần này ta phải để cho Lâm Hàn giành chính ngôn thuận làm thiêu chủ. Chứ dù là thi đấu công bằng cũng được, cũng có thể lấy được chức quán quân như thường. Con trai cái chi khi lắm. Mấy người các người cứ lời nhỏ như thế là muốn so tài với ta sao? Tập xấu. Vô đạo thì nhì đã nói đùa rồi. Chúng ta làm sao có thể bắt nạt được một tiểu bối chứ? Ai là điện nhi của ông chứ? Bây giờ ta tuyên bố tộc điển đại tỷ chính thức bắt đầu. Giết. Kế chân ta đều phải chết. Ôi lão tứ hành chết người. Lần nhận cái đám phế vật các người nhảy xuống đây. Lâm Hàn.
đều qua đây cho ta. Nhân tài của bộ hổ môn ta không phải là phế vật, không tự lượng sức. Hử? Thiền quyết quyền, quả nhiên là tiền thiền thập trọng đỉnh phong. Ồ, lực phá hồi mạnh quá. Đệ tử thân thủ thật là không tồi. Chính là người cái tên hòa thượng trong khách điếm. Chi, quyền này hay lắm, đáng tiếc nó lại vô dụng với ta. Đây là hoàng kim đồng thuật luyện thể thuật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật đại từ bi. Hoàng kim thất đồng nhân. Phân thân thuật. Hòa thượng kia là ngươi tìm sao? Không tệ đấy. Có hắn giúp đỡ thì hàng nhị nhất định sẽ ngồi vào ghế của thiêu chủ rồi. Anh làm già quá khen rồi. Lão già này chẳng quá chỉ là gia chủ của một đời mà thôi, còn phô bày thành thế ra này chứ. Giảng ma chạy. Kia là Lâm Thần thiêu chủ. Thiêu chủ vẫn còn sống ư? Lâm Thần, ngươi thật là ung hồn vật tán mà. Nhìn nhau thôi, đệ đệ của ta. Ngươi giờ có giỏi thì hãy trụ lại tới vòng cuối cùng đi. Ta sẽ để cho mọi người thấy ngươi kế thừa chân chính của Lâm gia là ai. Được, xem thử ai có thể trụ lại sau cùng. Khốn kiếp. Sự tình có chút thay đổi rồi. Có người của các người chú ý một chút. Tìm thấy cơ hội thì diệt chết hắn đi. Diệt hắn? Đợi Lâm Thường xin quay về không phải sẽ lấy mạng tại sao chứ? Sau khi chuyện thành thì tiền công tăng lên 3 phần. Chưa có gia chủ chính là chuyện của chúng ta. Bọn trưởng lão nhất định sẽ vòng phó xuống dưới. Đám ngu xuẩn. Muốn ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Xem lối đền quyền của ta đi. Phân hỏa chi mâu. Tì tử công lực thâm hậu đấy. Ngươi cũng không phải dần vừa đầu hòa thượng à. Xem ra ngươi xứng đáng được chết dưới quyền của ta. Tật xa kỹ. Hoàng kim quyền. Phục thiên. Tà ní. Luyện. Đây là ngọc bài tu luyện hoàng kim luyện thể thuật à. Chúc mừng Lâm Thần đại ca. Không ngờ tôi khó giải quyết nhất như vậy mà cũng bị người đánh bại. Trước mắt, trên đời chỉ còn là 2 người. Trận quyết đấu cuối cùng ta sẽ khiến cho người hối hận vì đã quay về. Người có thể nhẫn nại được đến như vậy hay sao? Tìm chết. Giơ tay. Vòng đầu của đại tỷ Võ Lâm gia đã kết thúc rồi. Người thắng là Lâm Thần và Lâm Hàn. Tiếp theo sẽ là trận quyết chiến cuối cùng. Trong trận đấu không được hạ sát thủ, không được phế đan điền đối phương, nếu không sẽ bị xử phạt thua theo quy tắc. Trận quyết đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Đúng vậy đó, không biết ai sẽ thắng đây. Không ngờ Lâm Thần lại trưởng thành nhanh như vậy. Có điều ta có thể chơi chết phụ thân của người thì cũng có thể chơi chết người. Lâm Thần à, trận quyết chiến sau cùng ta khuyên người nên bỏ cuộc đi. Nếu không ta sẽ không hạ thủ lâu tình đâu. Ô vậy sao? Lâm Hàn à, ngươi có dám quyết đấu sinh tử với ta? Bất luận sống chết. Thế nào, có dám không? Ta không có ý kiến, đây là tự ngươi tự tìm đường chết. Được, vậy Thái Thượng Đường lão, ngài xem có thể tiến hành trận đấu sinh tử này hay không? Nếu 2 người đã đồng ý, vậy thì trận sau cùng đại tỷ quán quân sẽ dùng sinh tử quyết định bắt đầu. Lâm Thần à, ta không biết ngươi lấy cái dũng khí ở đâu ra, gấp gáp muốn chết như vậy sao? Đúng vậy đó, quả thực là ta có chút dồi dàng. Có điều là tiễn ngươi đi chết. Quyết sư mộ. Chết rồi, vừa nãy tiêu hào ở trong hồn chuyện quá lớn,
phải tìm cơ hội có vụ chân khí mới được. Chứ dựa vào người mà cũng muốn đấu với ta. Hiện tại ta đã là đệ tử chân truyền của Hỗn Thiền Môn, mà ngươi chỉ là một con kiến thôi. Dựa vào việc bán đứng huynh đệ để lấy được vị trí đệ tử chân truyền sao? Huynh đệ thì có là gì chứ? Chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất. Lâm Thần à, ngươi an tâm mà đi chết đi. Huyền băng kích hấp thụ đã hoàn thành. Thiên hỏa ấn, địa tam ấn, địa hỏa ấn. Thiên bình đàn, phong hộ nghiền nguyệt kiếm, đàn nghiền ngân kết thành vương khí trung phẩm. Phong hỏa. Lời kết thúc rồi, nhớ lại có mệnh extra, hẹn gặp lại kỳ sau. Lâm Thần à, ta rất bội phục vì người có thể tới bước này. Có điều, đây là kết thúc rồi. Lâm Thần, Kiếm Công Tử à, nên chú ý phép tắc đi. Ông, nghe tiếng rồi. Cái gì? Tập 7. Cái gì? Nổ cho ta. Sao? Có thể? Làm sao có thể? Sinh tử quyết, không mạng sinh tử. Huyết lão à, cái này là... Đây là tàn lưu của vườn khí. Chi ý sau khi được tôi luyện. Nhìn thường nó đi, thôn vệ thiên đồ như vậy là có thể tăng thân lên hạ phẩm vừa khí rồi. Được rồi, ta hiểu rồi. Tiếp theo đến xử lý ngươi rồi. Lâm Thần, nếu người dám giết ta, phụ thân ta chỉ không tha. Đã nói là sinh tự quyết, cho dù ông ta có muốn nhúng tay vào thì có thể làm được cái gì chứ. Cậu xin người đừng có giết ta. Ta xin lỗi ngươi mà. Chứ còn người thà cho ta sẽ nói cho người biết nơi phụ thân của người bị giam cầm. Cái gì? Người nói cái gì? Phụ thân ta? 6 năm về trước, trong cái đêm tai họa ấy, ta một mình đi gió tuyết giữa vô vàn thi thể. Là phụ thân mang ta về làm già để ta kiên cường mà sống tiếp. Tất cả những gì của ta đều là do phụ thân cho. Cái đám khốn kiếp các người. Nói, các người đã làm gì với phụ thân của ta? Ta chỉ nói với ông ta là ở trong cấm địa của Thánh Liên Đại Lục là bí thuật có thể giải quyết thể chất cổ quái của người. Lâm Hàn, người không nên gạt phụ thân của ta. Đừng mà cầu xin người. Phụ thân ta không ai được phép làm tổn hại tới ông ấy. Hàn Nhi là phụ thân đã hại con rồi. Lâm Thần, ta phải bắt ngươi đền món. Dân Tây, làm chuyện chú ý phép tắc, đây là sinh tử quyết. Ông được hay cho một trận sinh tử quyết. Hàng nhì à, vi phu xin lỗi con. Hiện tại ta lấy thân phận thái thượng trưởng lão tuyên bố Lâm Thần là thiếu chủ người thừa kế làm già. Lâm Thần. Đây là chìa khóa mở ra tộc bảo chi tồn, hiện tại giao lại cho Lâm Thần thiếu chủ. Sau này trách nhiệm hơn chấn làm già sẽ do con gánh vác. Đã tạ thái thượng trưởng lão. Phụ thân à, người nhìn thấy không, Lâm Thần con đã trở thành cường giả rồi. Người tưởng rằng chỉ cần ngồi lên cái ghế thí chủ thì chuyện này sẽ kết thúc sao? Giết Hàn Nhi của ta, cướp đi vị trí thí chủ. Bây giờ tính toán một lượt luôn đi. Có ta đi, ai dám động tới Lâm Thần? Làm chuyện, nếu người dám phá vỡ quy tắc giết Lâm Thần, ta sẽ huyết tẩy cái Lâm gia này. Kiếm Vô Đạo, người... Tiết tử này là đệ tử chân truyền của Kiếm Tiền Một, tu vi lại cao hơn ta. Hôm đó tôi nói rồi. Kiếm Công Tử thật là rảnh rỗi là chuyện bao đồng hả?
Lâm thần này lòng dạ độc ác, tan sát đồng môn, sao có thể xứng làm thí chủ của Lâm gia chứ? Hôm nay nếu Lâm thần thực sự làm thí chủ Lâm gia, vậy thì từ nay hai nhà chúng tôi sẽ tuyệt đoạn tuyệt không qua lại với Lâm gia. Vậy các người muốn thế nào? Chuyện này đương nhiên phải để thái tượng trường lão Chí Cao Vô Thượng định đoạt rồi. Cái này ta nghĩ Lâm trường lão cũng không muốn làm tổn hại lợi ích của gia tộc chứ. Mặt mũi của Lâm gia không thể mất, nhưng vì lợi ích của gia tộc, hãy để Lâm thần chịu một kích 1% sức mạnh của Lâm chiến thế nào? Con gì nghĩ gì không? Trong xin tự quyết giết chết đối phương con phải chịu phạt sao? Ôi như vậy cũng quá không công bằng rồi đó. Lâm trường lão, hành vi thiên vị như vậy mà ông cũng nói ra được à? Lão phu là thái thượng trưởng lão của Lâm gia, tự nhiên sẽ suy nghĩ cho lợi ích của Lâm gia. Ba đại trưởng lão công khai chèn ép ta, chuyện hôm nay xem như không giải quyết trong hòa bình được rồi. 1% sức mạnh của tầng pháp cảnh sao? Vậy thì cứ thử xem. Được, ta chịu ngươi. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Nếm tới uy lực thần thông của ta đi. Diệt nguyện nhất chỉ. Hai viên thần nghiền liên châu cuối cùng bộc phát hết tất cả sức mạnh cùng một lúc đi. Nổ cho ta. Lâm chiến, ta đã tiếp được chiêu này của ngươi rồi. Chuyện này tới đây là kết thúc. Không, chuyện này không thế nào. Thì tử, ngươi cũng thật giỏi nha. Lâm thần đã tiếp được 1% sức mạnh pháp lực của Lâm chiến. Chuyện giết Lâm Hàn sẽ không ai được duy nghi nữa. Lâm thần, Lâm thần, Lâm thần. Đại điển Lâm gia tới đây là kết thúc. Mời mọi người đi ra khỏi sàn đấu. Lâm Quỳnh quả nhiên là thám tàng bất khả lộ nhà. Có bản lĩnh. À nhì chốc đầu lắm đó. Lâm thần, diệt chích đã tới chân truyền hổn thiên môn ta. Ngươi cho rằng chuyện tới đây là kết thúc sao? Người của hổn thiên môn mà. Hắn tới thật là đúng lúc. Lâu rồi không gặp Lâm thiếu chủ. Là ngươi. Lúc đầu là Lưu Thông Thiên người cấu kết với Lâm Hàn đoạt thiên ấn của ta. Lưu Thông Thiên muốn động tới Lâm thần thì phải hỏi qua kiếm vô đạo của ta trước đã. Ta còn tưởng là ai chứ hóa ra là ngươi à. Vũ Hoàng còn đó ốm thì môn ta, ngươi chắc là muốn đối đầu với ta sao? Vũ Hoàng, Kim Quỳnh, Quỳnh đã vì ta làm đủ nhiều rồi. Nhưng Lâm trường lão, ông đem Lâm thần giao nộp cho ta, hỗn thiên môn ta sẽ kết đồng minh mãi mãi với Lâm gia. Thông thiên điệt nhi à, Lâm thần tùy người xử lý. Cái lỗ giờ chết tiệt này. Lưu Thông Thiên, Lâm Hàn là do ta giết, hậu quả là do một mình ta gánh vác. Còn đây mới giết, ta chịu ngươi tới cùng. Giết người quá đáng tiếc, chỉ còn ngươi giao ra tất cả vũ khí của người, ta sẽ tha mạng cho người. Ngoài ra ta còn tặng cho người 300 triệu cực phẩm đền thạch thế nào? Ta không đuổi. Vậy thì đi chết đi. Tập 8. Lưu Thông Thiên dân Tây. Chiếu thư của Thái Thành Môn. Thiếu chủ Lâm gia Lâm thần đã được thông qua quyết định trở thành đệ tử của Thái Thành Môn Bồ Tát rồi. Bạch Yên. Lưu Thông Thiên, ngươi muốn đối địch với Thái Thành Môn sao? Đệ tử của Thái Thành Môn. Thái Thành Môn, Lâm gia ta có hy vọng phục hưng rồi. Thông qua quyết định của nội bộ trở thành Thái tử Thành Môn mà. Có gì chứng minh? Chiếu chỉ ở đây, Thái Thành Môn ở đây. Có từ hôm nay, Lâm thần chính thức trở thành đệ tử của Thái Thành Môn. Nếu có ai dám mạo phạm, xem thường. Cái gì? Cho mọi người, ta là Bạch Yên, là ti nữ của tiểu thư. Lần đầu gặp nhờ mọi người giúp đỡ. Bạch Yên, ta cứ mạo phạm đó thì sao nào? Cái thứ Lưu Thông Thiên ta muốn, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Đừng vậy đó, Thông Thiên diệt tử.
Chỉ cần con giết được Lâm Thần, làm già sau này thì con xài khuyến. Ý kiến của Lâm Bá Phụ nghe có vẻ thú vị đó. Lâm Thần đầy cào, mau đi đi. Thanh Nhu, mỗi cản hắn cho. Thanh Nhu, Thanh Nhu, muội sao rồi? Muội không sao. Lâu Thông Thiên, ngươi lại dám làm Thanh Nhu bị thương, tao phải giết chết ngươi. Huyền Hòa Ấn, Lâm Thần à, ngươi thật là nực cười. Chỉ một tên tiên thiên cảnh cũng muốn làm tao bị thương ư? Đáng ghét, đã dùng hết sức tất cả sức lực rồi. Đi chết đi, đừng hòng làm thiếu chủ bị thương. Thái Tư Trường Lão, Thái Tư Trường Lão à, thiếu chủ mau đi đi. Phân hóa chì mâu, dùng vũ kỹ người thích nhất, triệt để tiễn ngươi xuống địa ngục. Hử? Lâm Thần, Tiểu Hổ, ngươi đừng có chết, đứng vững cho ta. À, xin lỗi Huyết Lão, không ngờ ngươi còn có võ kỹ triệu hoán thành lòng, thật là thâm tàng bất lộ mà. Lâu Thông Thiên, cho dù ta có chết cũng không để ngươi đạt được. Vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Vậy thì tử, vi phụ không phải đã dạy còn không được dễ dàng nhận thù hay sao? Hễ giọng nói này là lý nào là đưa ta xem ai dám làm con trai của tao bị thương nào. Lâm Thường Sinh, phụ thân, Lâm Bá Phụ, đừng có gọi ta là Bá Phụ. Nhị tử của Lâm Trường Sinh ta, người cũng dám đụng sao? Ê, cút cho ta. Giờ à, chuyện này ta chỉ cho Lâm gia một câu trả lời. Lâu Thông Thiên, Lâm Thần ta thề một năm sau, Lâm Thần ta sẽ lấy cái mặt chó của người. Cái mền chính chỉ thiếu là thời gian. 36 kế chỉ là thưởng sách. Tiểu rồi, ôi cái đó làm già chủ, chúng ta đi trước. Cục hết đi. Phụ thân, người về rồi. Lâm Thần đại ca, Thần Nhu, Thần Nhi à, con là tốt lắm. Có lẽ vừa nãy chọn khoanh tay đứng nhìn là ta đã sai rồi. 3 ngày sau. Đau quá. Mình tới mà vẫn còn sống sao? Thần Nhi à, con tỉnh rồi. Phụ thần, Lâm Chiến áp toán người trong cấm địa kia, căn bản không có cách nào giải quyết thì chất của con. Yên tâm đi, Lâm Chiến đã bị cha xử lý rồi. Thần Nhi à, chúc mừng con đã giành vị trí thứ nhất của đại điển gia tộc. Đây là tộc bảo của Lâm gia ta, Huyền Linh Thần Kính. Hiện tại thì cha giao lại cho quản bảo quản đó. Huyền Linh Thần Kính hình như bị phong ấn rồi. Đúng vậy, muốn hóa giải phong ấn cần 2 món đồ, một là thiên băng thiên hỏa thần thông đồ của Lâu Thông Thiền, hai là trái tim của Thái Thành Môn. Phụ thân à, con muốn cướp lấy võ thuật của Lâu Thiền Thông sao? Được, con nhất định sẽ làm theo ý người. Thiên bằng thiên hỏa thần thông đồ à, hắn là Lâu Thông Thiền cướp đi thiên ấn hỏa của mình chính là bởi vì tu luyện cái này rồi. Không hổ là con trai của ta, thời gian sắp tới rồi, đến cuối cùng thì vi phụ tặng con một món quà. Phụ thần, người sao vậy? Không còn phải lo lắng, đó chỉ là thuộc phần thần cơ thể của ta vẫn đang bị nhốt ở trong cấm địa. Phụ thân, đợi con nhất định sẽ đi cứu người. Được rồi, ta đợi ngày đó đó. Đây là phục nguyên đàn có thể khôi phục lại toàn bộ vết thương trên cơ thể. Phụ thân à, cảm ơn người. Con nhất định sẽ trở thành người mạnh. Người mạnh sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng phải đều ngước nhìn.
Lâm thần đại ca, huynh cuối cùng cũng đã tính rồi. Thanh Nhu, bác Lâm đi rồi sao? Mình vẫn còn quá yếu. Khoan, linh thần kinh và bảo của mình đâu rồi? Ôi, bảo của mình đâu, nằm ở đâu rồi? Nằm ở đâu rồi trời, mới đây mà, sao vậy? Tập 9. Đâu có tìm nữa, pháp bảo đã nhận chủ rồi, cậu tâm niệm nghĩ đến thì sẽ xuất hiện thôi. Ý, là thật nè, đây có lẽ pháp bảo thường cổ, chúc mừng lắm thần đại ca. Nói ra cái tên tiểu tử người, con biết tỉnh lại ư, dám bảo người tôn vệ đồ của bản lĩnh rồi có đúng không? À ý lão à, ta sai rồi. Lần sau con dám. Lâm thần à, sau này con gặp phải cái chuyện như thế này thì giao ra vũ khí đi. Mạng sống không còn thì không còn gì nữa cả. Đúng vậy đó. Lần này nếu như không phải bác Lâm kịp thời đến, thì hậu quả thật sự là khó mà tưởng tượng được. Ta biết rồi. Nhưng nếu không còn tội nghiệp, vậy thì con không bằng chết đi. Lâm thần đại ca, đừng có làm mùi lo lắng nữa. Bên ngoài còn có luồng khí của càng kiềm đang đến gọn ba nhỏ à. Có muốn ra ngoài xem không? Được thôi, nguồn khí của càng kiềm. Một cái đám phế vật, chờ ăn cơm sao nhanh lên cho to. Người có vương giá vô cái gì mà xài khiến chúng ta chứ? Đúng vậy đó, tên đầu tớ đây tớ này trước mặt thiêu chủ nhà chúng ta và gia sinh Lâm thường sinh thì cũng không dám hò hè. Các người nói cái gì? Người muốn làm gì? Quỳ xuống hét to Lâm thần là phế vật và rác rưởi, ta chỉ tha chết cho các ngươi. Không thế nào, thiếu chủ Lâm thần không phải là phế vật. Đúng, cậu ấy là niềm tự hào của Lâm gia chúng ta. Các người muốn chết? Lão trưởng vườn trành, đệ tử Lâm gia ngươi cũng dám đến à? Là cái nào không có mắt vậy mà lại dám? Lại có thể dám đến đệ tử Lâm gia vậy? Trường lão à, ta nhất định sẽ công tạc cho hắn. Ô thật sao? Khi nãy ta lại hình như thấy người muốn ra tay với đệ tử của Lâm gia. Ta cũng nhìn thấy, ta cũng vậy. Hiếu lầm thôi, ta chỉ là muốn thử xem tân thủ của hai quân đệ này đều là hiếu lầm mà. Đang chết vậy mà đụng phải cái tên sát tình này, ngôi của thái thành môn lại có thể ở đây. Thiếu chủ à, ông ta không chỉ sai chúng tôi chuyển đồ của Lâm Hàn đi, ông ta còn muốn giết chúng tôi nữa. Không phải, ta không có đâu. Lâm Hàn đã chết, đồ của hắn dĩ nhiên sẽ thuộc về sở hữu của Lâm gia. Không biết trưởng lão Trần có ý kiến gì không? Khi cần kiện thật là dày đặc, những thứ đồ này của Lâm Hàn chắc hẳn là vườn trành điềm đến. Ta chỉ là chuyển ra ngoài để xem thôi. Nói như trưởng lão vườn trành xem xong rồi, vậy thì cái này ta đem về vậy? Thì chủ Lâm thật cứ thoải mái. Các người cứ trở về nghỉ ngơi đi, cái này cứ giao cho ta là được rồi. Vâng. Kiềm cổ cành kiềm của ta còn có ngọc hoàng kiềm gạch này chưa, không dễ dàng gì mới lấy được. Trưởng lão vườn trành à, nếu như đệ tử nào của Lâm gia còn có vấn đề gì, ta sẽ đưa mấy vị thái sơn trưởng lão đi tới vương gia để hỏi thăm các người đấy. Ôi đúng là tạo nghiệp mà, im im lặng lặng đến mà đi có phải hay hơn không? Phát tài rồi, chỉ là một cái cây kiềm cổ ta tiếc thôi mà. Có được khí cành kim thì có thể tu luyện hoàng kim đồng luyện thổ thuật rồi. Lâm thần đầy cả mau xem thử đi, mùi hộ pháp cho huynh. Vất vả cho mùi rồi. Dựa vào ghi chép của Ngọc Giảng thì tiếp theo. Không hay rồi. Lỗ rồi. Thưa chủ à, người phải chú ý an toàn, có chuyện gì cứ tìm đến chúng tôi. Không thành vấn đề. Lâm thời đề ca, huynh bị thương rồi. Vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu. Cẩn thận. Khi nãy, cảm ơn huynh.
Không cần không cần. Là ta làm liên lụy tới muội. Lần trước cũng bởi vì ta đã làm hại huynh đệ bệ hạ. Bệ hạ? Ừ. Hát xì. À đúng rồi, Lâm thần đề ca, huynh phải nhớ kỹ nha. Huynh đệ thái thân một mạng đó. Ừ, ta nhất định sẽ đền bù cho người nhà của hắn. Ta nghe nói thu hồi khí kim càng trước tiền còn phải vận chuyển công pháp đối ứng. Chứ bằng thử lại lần nữa xem. Vận chuyển công pháp đối ứng à? Ừ, để ta thử lại. Hoàng kim đồng, quy nạp an, luyện bình thể. Wow, xem ra là thành công rồi. Không được rồi, tốc độ này quá chậm. Thôn tính đồ nuốt cho ta. Lâm thần đầy cả, không thể. Muốn rồi. À không sao, mùi xem. Ây da, đau quá. Ây da. Ôi không được rồi, phải nhanh chóng đi tìm thái tử trường lão của Lâm gia. Thanh đồng cổ quan, người tới mài tán tay sao vậy trời? Thanh đồng cổ quan là cái quan tài bằng đồng. Người rốt cuộc là tới mài tán tài tới giúp đỡ gì trời? Thiệu chủ. Thiệu chủ, người không sao chứ? À, ta không sao lắm chứ vì lo lắng rồi. À, nguy hiểm quá. Cùng mày, mày đã thành công rồi. Hiện tại tu liên thế của Hoàng Kim Đồng đã đột phá tới giai đoạn thứ nhất của cơ thể đồng rồi. Chính là không biết uy lực như thế nào thôi. À, quá vừa bãi. Lần sau không được như vậy nữa. Ta sai rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Xin thiệu chủ nhanh chóng rửa tẩy một chút đi, rồi sau đó đến nghị sư đường một chuyến. Ừ, có chuyện gì sao? Là chuyện liên quan đến việc thiệu chủ gia nhập vào thái phái thành. Tại nghị sư đường, gia nhập vào thái thành đã là việc chắc chắn rồi, còn thương lượng cái gì nữa chứ? Chúc mừng thiệu chủ đã bình phục toàn thể. Thiệu chủ mời. Gia chủ tân nhiệm hiện nay của Lâm gia là Lâm Ninh. Ừ. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào việc gia nhập vào Thái Thái Thành có gì thay đổi ư? Việc này ngược lại là không có, chỉ là tiếp sau khi phái thành thành. Phái kiếm tiền cũng truyền tới tin tức, mời thiếu chủ gia nhập. Phái kiếm tiền? Lẽ nào bởi vì kiếm vô đạo à? Còn mong thiếu chủ định đoạt. Lâm thần đại ca. Ừ? Tiểu Bạch Kiếm. Tập 10. Bạch Yêu Tiên Nhiên. Tu vi thập trọng đệ tử nội môn phái Thái Thành, có danh hiệu là Mỹ Nhận Băng Lệnh. Phái Kiếm Tiên và phái Thái Thành muội cũng là tam đại tiên môn đạo phái sao? Không biết là Lâm thần đại ca sẽ chọn ai. Cái này, hai môn phái này đều không dễ đắc tội rồi. Vì hàng à, lúc còn sống luôn rất ngưỡng mộ Lâm thần đại ca. Ta chọn phái Thái Thành. Thật lại xin lỗi về hàng huynh đệ à. Ta sẽ thay ngươi bảo vệ thành nhu. Hắc xì, tè thằng này chưa chết. Hôm nay cái tập mới cũng vui mừng nhảy. Mọi người nhớ like vẫn theo dõi, bình luận đó nha. Vậy thì hiện tại liền đi cùng chúng ta đi. Tính cách bà điên tỷ chính là như vậy đó. Quýnh đừng có đau bụng. Ừ, không sao đâu. Tiêu Bạch Kiếm. Ý, mình có đắc tội gì với cô ta sao? Thái tường đường lão quy gia chủ à, lần này từ biệt không biết bao giờ mới có thể trở về. Hy vọng hai vị có thể đồng tâm hiệp lực khởi động lại vinh quang cho Lâm gia ta. À được, thi chủ à, Lâm gia ta nhất định sẽ có thể phát dương quang đại trên tay ngươi. Lý trường lão, tên tiểu tử này dường như lên như gì gặp gió vậy? Hay là người chúng ta không có kết cục tốt gì? Không bạn đi chào hỏi phái hỗn thi một cái. Được rồi, tuyệt đối không được để cho tên tiểu tử này trưởng thành lên. Đây là chấp pháp vi hành của phái Thanh Thạch. Huyền Long Xà hư độ sao? Thì chỗ à, đây là 10 vạn linh thạch cực phẩm, ngươi cứ nhận lấy trước đi. À, Thái Tường Trường Lão. Lâm thần này cà xuất phát rồi. À, đưa ta qua đây. Ra bên ngoài rồi, nhớ mọi chuyện đều phải cẩn thận đó. Lâm thần đã nhớ rõ rồi. Người tới rồi.
cái giọng nói này. Ôi, sao chết vùng vậy rồi? Nè, ngươi nói cái gì? Hả? Người không phải đã chết rồi sao? Người nói à chết? Người chết à không phải. Thầy nhu à với hai hán ta. Lâm thời này cả ta đột nhiên nhớ ra có chút việc ta đi trước nhé. Ta bị trâu chọc rồi hả? Cốc ghẻ mà đồ ăn thì thiền à. Chỉ lòng tiên thiên bác trọng là dám mơ tưởng tới vấn đại tiểu thư. Đúng là như vậy không sai, nhưng mà liên quan éo gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì mà trước mặt ta quỳ xuống? Ngươi có bản lĩnh thì tấn công ta đi nè. Ồ, gan của ngươi ngược lại cũng to đi chứ. Ngươi không phục vậy thì tới đến bãi ta đi. Quỳ thì quỳ, Lâm Thần à, tránh ra đi. Hắn ta là Dương Châu đó, tiên thiên tu vi tập trọng rồi, cũng là đệ tử nội môn được chọn lừa năm này, ngươi đánh không lại hắn đâu. Làm người có thể không có ngạo khí, nhưng không thể không có kiên quyết. Tha rằng chết cũng không thể quỳ. Ngươi, được, ngươi đã muốn tiền chết, vậy thì ta sẽ cho ngươi chơi với tên ngươi tới cùng. Rất vui lòng đã tiếp. Là Dương Châu, đủ rồi. Hai người các ngươi muốn đánh nhau thì sớm muộn gì cũng có cơ hội. Nhưng mà hiện tại nó muốn đánh nhau thì đừng có trách ta cùng gạch khí. Vô gì? Lâm Thần có đúng không? Gia tộc của ngươi rốt cuộc đã phí bao nhiêu tiền thì mới có thể khiến cho ngươi trở thành người được chọn làm đệ tử nội môn vậy? Ngươi... Bỏ đi, kệ nó đi. Đi. Ấn phái Thái Thành mở. Đây là Thái Thành tiên đảo sao? Cùng một thời gian đó cuối cùng cũng tới phái Thái Thành rồi. Lão tứ bảo vườn ngược lại cũng muốn nhìn xem hôm nay là tuyển chọn đệ tử nội môn có ai có thể được ông đây đỡ mắt tới không. Tuyển chọn nội môn đệ tử thứ nhất phái Thái Thành, hoan nghênh hai vị đệ tử phái Thái Thành. Thật là khí thế bạo tay quá. Cháu gái ngọn có thể sư đã trở về rồi, con có biết? Biết rồi, từ giờ già con đây quay về bế quan. Lâm Thần gật cả mùi ở trong nội môn chờ huynh. À được, ta nhất định sẽ đi tìm mùi. Từ cách vào nội môn là của La Dương Châu ta. Mỹ nhân cũng là của La Dương Châu ta. Ngươi hiện tại đi phía trước môn phái đã báo tin. Nhưng đệ tử nội môn cũng chọn đưa chọn khác chắc chắn cũng sẽ tới rồi. Hai vị à, hai vị này chính là sư đệ mà Bạch Yên sư tỷ đưa tới ư? Sao ngươi vẫn còn chưa tới? Bà Điên sư tự à, tỷ tỷ à, ở tên bạo vườn kia quá thật là quá mạnh, bồn đỡ mời hắn không được. Hắn ta đích thần chỉ đích danh là bắt buộc chúng ta phải phái một người trong đệ tử nội môn đi mời hắn. Bà Điên sư tỷ là Dương Châu ta nguyên ý đi mời vị đệ tử kia xuống đây. Ta ngược lại muốn xem là ai là kiêu căng như vậy để dám cướp sự nổi trội của ta chứ. Người có được không? Ồ, ở đây có một tiên thiên bát trọng mà. Tiên thiên bát trọng mới có thể trở thành đệ tử nội môn, chắc chắn là bất phàm. Không bằng liền đỡ vị huynh đệ này đi mời. Vương Ân, Lý Trường Tiếu hai người tới đây làm cái gì? Bà Đơn Sĩ Tỷ à, trước ta là quan tâm tỷ tới, vì tỷ giải quyết phiền phức. Hai vị huynh đệ đang nói chuyện cười à, Lâm Thần này ngay cả một nửa tu vị của ta cũng không có. Đi lên rõ ràng là tìm đường chết. Đúng vậy, tiền thiền bát trọng chắc là có quan hệ đi. Lâm Thần à, hai người vừa mới đến từ vườn già Lý già trong đệ tử địa cấp đứng thứ hai thứ ba, chỉ xếp sau vật Bạch Vân Sư Tỷ, được xưng là song huynh đệ dị tỉnh đó. Vườn già Lý già thì rất là như vậy. Lâm Thần, nếu như người được bà vườn tới thì ta sẽ cho ngươi thù lao tương ứng, có thể tự sống được. Tên tây của Lưu Thông Thiền tới này chắc là có thể nhỉ?
Đi rồi ta sẽ mời hắn tới. Tên tiểu tử này đúng là không có mắt rồi. Là muốn ăn thử năm đấm còn đây sao? Bà vừa hiện tại là thời gian triệu tập, ta khuyên người Vân Đình xuống đây mà sớm một chút đi, tránh cho việc tới thời gian phải chịu trừng phạt. Nghe nói với ông đây cái gì cơ? Người được tính là cái gì chứ? Lý đại ca, như thế này Lâm Thần xong rồi, chúng ta có thể đi tìm cả trường lão lấy thù lao rồi đó. Tập 31. Bà vừa bớt lấy nhảy đi, tìm chết. Lại dám làm phiền lão tử, xem ra người chẳng sống rồi. Thân xác này chắc là trùng phẩm tân giữa vũ khí. Phục thiền chi tủ, nổ cho ta. Không hay rồi. Thiên hòa ấn. Tiểu tử, người đã khiến cho lão tử đầy hoàn toàn điên mốt lên rồi đó. Nếm thử chiêu này của lão tử đi. Vạn thú trưởng. Tiêu rồi. Bắt nạt ta hiện tại không có linh thạch, không thể hồi phục chân khí sao? Các người, Bạch Nhiên tiểu thừa yên tâm đi, tiểu tử này lợi hại lắm. Lão tử con tướng mạnh thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi, chết đi cũng tốt. Tiểu tử, thôn phệ thiên đồ đã trở thành hạ phẩm vũ khí rồi, cho nên ngươi mở mang kiến thức thường và uy lực của nó này đã sửa lại thành công rồi. Không sai. Kia là cái gì? Vậy mà lại chưa chết à? Cũng không tàn phế luôn. Con không mau tránh ra, đáng ghét là để cho hắn sống tiếp rồi. Lâm Thần à, ta đã kêu ngươi đừng có đánh sưng mặt tên béo kia rồi, bây giờ đã nhận được giáo huấn rồi chứ? Nói cho người biết, lần sau nữa ta còn bắt gặp. Kẻ nào không muốn sống nữa vậy? Sao có ý kiến à? À không, không có, cứ việc. Bây giờ sẽ phát thảo bài công hiến, bên trong có 1.000 điểm công hiến rồi, sử dụng cẩn thận đó. Nhân cấp. Trên đạo Thái Thành, trên đạo Thái Thành chỉ cần có đủ điểm công hiến, cái gì cũng có thể đổi được. 1.000 điểm, nhưng mà thẻ bài của ta lại ghi có 10.000 điểm mà. Đây là thù lao cho người nè. Lâm Thần à, 1 vạn cô có chỗ tốt như vậy sao? Lâm Thần sư địa, đây là ngọc dạng Thái Thành môn, bên trong có giới thiệu cơ bản về môn phái. Đa tạ sư huynh. 10 ngày sau chính là ngày tuyển chọn đệ tử của nội môn. Tới lúc đó thì sẽ có ngồi môn đệ tử tu vi tiền thiền thập trọng kiêu chiến, thì các người đừng có làm ta mất mặt đó. Rõ. Rõ tốt. Mấy ngày nay các người đã tìm hiểu đảo Thái Thành thật kỹ đi. Được rồi, giải tán đi. Tiểu tử, lão tử biết ngươi còn chưa phát trì hết toàn bộ thực lực, 10 ngày sau đừng có khiến ta thất vọng đó. Lần sau chính là ngày chết của ngươi. Tiểu tử có thù dài hơn cả ta đấy. Thôi rồi, hết giờ nói nhảm rồi. Chà, đâu chết đi được. Lâm Thần sư đệ, chúng ta không phải là còn có một món nợ chưa tính rõ ràng sao? Làm sao? Đệ tử vương gia Lý gia còn muốn cho sư đệ của ta ít điểm công hiến dùng sao? Lâm Thần à, đừng có cho mặt mũi người rồi mà còn không biết điều. Người phá hỏng kế hoạch của hai nhà Lý vương chúng ta đáng tội gì hả? Bạch Nhi sư tỷ à, vợ hai sư đệ qua đây một chút đi, ta muốn hai người làm chứng cho ta một chút nè. Hiện tại chân khí của mình đã sạch rồi, đối phó không nổi với bọn chúng, trừ tiền kỳ kéo dài thời gian thôi, một lát đã rồi tính. Cái gì? Lâm Thần sư huynh sao vậy? Vừa nãy hai vị sư huynh này nói là 10 ngày sau là muốn cọ sát với ta một chút, lấy 100 vạn linh thạch ra đặt cược. Ta nói 100 vạn khi nào hả? Sao lý nào người không có đủ? Người nửa theo ý của người, dù sao thì cũng là một người chết, đáp ứng hắn cũng chả sao cả. Lâm Thần à, người thật sự quá khô trương rồi đó, đừng có lôi thơm rắc rối cho đời tiểu thư đó. Lâm Thần sư huynh à, hai huynh đệ khác họ cùng nhau liên thủ không dễ dàng đối phó đâu. Hay là huynh, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi, đừng có gọi sư huynh, cứ gọi ta một tiếng Lâm Thần đại ca nghe coi nào. Tạm biệt. Này ha, đừng có đi mà ha, đại ca gục tiếng có sao đâu. 10 ngày này mình phải nâng cao thực lực trước. Trên đảo Thái Thành có tổng cộng 3 khu vực, phân biệt là Án Vân Thành, Huỳnh Đài và Liệt Yêu Vực. Trong Án Vân Thành thì Không Hủ là trung tâm mua bán lớn nhất Án Vân Thành. Không biết lầu chủ Án Vân Thành này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào,
Muốn giành được một lượng lớn linh khí thì nhất định phải tới thành mua bán. Ám Vân Thành khi mua bán thì trọng tâm của Tiên Đạo Thái Thành. Bảo tháp này hình như cũng là một tuyệt phẩm vừa khí. Nếu có thể cướp vương giả chi ý về đây, Hiệt lão có thể cho ta 10 cái mạng cũng không dám tranh đấu cướp đầu. Nhìn tiền đồ của người kìa. À, khách quan mời vào trong. Nện đầu bỏ đi tự yêu thích. Vé vào cửa vậy mà lại mất tới 90 đồng công hiến. Đúng là gian thương mà. Đây là toàn bộ vật tư ở Ám Vân Thành. Có điều cũng chỉ có vậy. Lão phụ ứ thèm đâu nhé. Quà tuyệt phẩm vương ý chi khí. 85 vạn điểm công hiến. À, ông có bán thì ta cũng éo mua nổi đâu. Nhưng mà lão cụ còn biết đâu. Lão phụ muốn cái này. Lão phụ muốn cái này. À, được rồi. Để ta nghĩ xem cách nào. Lần sau nhất định phải dạy dỗ hai bình đề cát họ kia một trận mới được. Còn có là vườn châu, bà vườn cũng không thể bỏ qua. Người chính là người. Mau chuẩn bị đồ cho bổn tiêu già. Nếu không thì ta sẽ cho người đẹp mặt luôn. Lôi thiếu à, điểm cống hiến hôm nay quá thực là không đủ. Ngày mai ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài được không? Ngày mai thì ngày mai. Tại lúc đó nếu không lấy được đồ ra thì ta nhất định sẽ cho ngươi nếm một chút tự đoạn của bổn tiểu. Nhìn cái quần què gì hả? Nhìn ngươi thì làm sao? Đứng không cũng trúng đạn. Nè thì tự người mới tới sao? Khoa trương ghê nhỉ, còn dám cái lại cho ta. Ây dồi dồ, ở đâu ra một tên nhà quê vậy? Ngay cả bổn lôi thiếu bốn ta cũng không biết hả? Thật là hiếm có ra nhà từ nhà quê ở đâu ra vậy? Thì tử người nên biết điều, mà mới nhận xài với lôi thiếu đi. Đúng vậy đó. Rồi giao điểm cống hiến ra đây mọi chuyện sẽ ôm xuôi. Nè ông chủ, có thể phiền ông nói cho ta biết quy tắc mua bán ở lầu 2 thế nào không? Hỗn xược. Này tài khốn, không cho phép người phớt lờ bọn ta. Hỗn xược. Hỗn xược cái gì? Quý. Mời ngài. Không sai, là bố ta trong ngày trước. Hai cái tên phế vật này. Để rồi ông chủ mau nói đi. Chúng ta có việc rất gấp. Xin lỗi ngài, ở lầu 2 có một phòng chuyên môn đánh giá. Nếu muốn đánh giá vật phẩm thì ngài phải nộp 5.000 điểm công hiến. Đúng rồi, sau khi định giá được vật phẩm, bọn họ sẽ lấy lãi 1%. Thì ra là như vậy à. Lô thiếu à, lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà để thằng ngu đó đứng nhìn như vậy sao? Sao có thể chứ? Tập 35. Cái đó, ông chủ à, có thể cho ta một sợi linh mạch thái thành cấp thấp nhất không? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà các ngươi đừng có dội. Đây là lệnh bài thân phận của ta đi. Khó khăn lắm mới gặp được một nam nhân thú vị như vậy. Chúng ta phải từ từ chơi đùa với hắn chứ. Cứ đợi đi, để còn hắn có thể giở trò gì nào. Ngài thật sự là... Ngài thật sự là đỡ tử nổi tiếng sao? Nè, chú ý đứt bọt của ngươi vặn hết vào mặt ta rồi đây nè. Quý khách vui lòng đợi xíu. Ta lập tức sẽ tìm ra lệnh mạch tái thành cho ngài. Ý, đâu rồi? Lấy nào bị vỡ mình đem đi ngâm chân rồi. Lệnh mạch tái thành có quý khách đi ạ. Cho nên đây có phải là cái mà bị đem ra ngâm chân rồi không vậy? Vâng, cảm ơn ông chủ. Điều công hiến đã trả rồi, vâng tôi đi trước đây. Dạ được rồi, nhờ quảng cáo tốt cho sản phẩm của chúng tôi nhỏ. Thì ra là từ nội tuyển à. Chẳng trách là giám đốc tôi với lời thiếu. Đi theo hắn. Ok. Lâm Thần à, mấy cái tên kia sợ là có ý xấu rồi. Ta biết rồi. Có điều cũng chỉ là mấy tên hờ nhảy nhót mà thôi. Lầu 2 Ám Vân Lầu. Ở đây lưu thông đầy rẫy tiên ma và vật chất, công pháp, bảo khí, đan dịch, thậm chí là tình báo đủ loại tiểu thường. Tốt xấu gì lẫn lộn, còn có ít đội tử nội môn tra trộn vào trong đó. Chỉ là mục đích chúng là giám định vật phẩm. Thông qua giám định vật phẩm giành được nhợi nhuận rất là cao. Xin chào tiền bối, ta tới bán đồ. Lấy đồ ra. Cái đó, ngài có ngọc dạng trống không à? Hả? Ta muốn bán chính là loại võ kỹ bản thân từ khắc ấn. Nè thì tử, không nhầm đi chứ. Không nhầm đâu, bản thân và bối cũng muốn thử xem. Chỉ là một bát trọng tiền thiền. Thì tử, người lấy bản thân có loại bản lĩnh đó hay sao?
Nhưng mà tiền bối à, ngài có thể để vãn bối thử xem thì có làm sao chứ? Thử cái gì mà thử? Ở chỗ ta thì phải nghề tà không thì cứu. Xin người bớt xem thường người khác đi. Ồ, ở đây lại xảy ra chuyện gì vậy? Quản sự Hắc lão. À, quản sự à, ngài tới thật là đúng lúc. Tiểu tử này tới đây phá chuyện làm ăn đó. À đâu có, rõ ràng là người cố ý làm khó ta. Làm khó? Thực lực người như thế chẳng khác gì bản thân người không rõ hay sao? Người đây là có thành kiến với ta. Ây dô, lại làm sao vậy? Lôi thiếu. Là cơn gió nào đưa lôi thiếu tới đi vậy? Ây dạ, dạ là ta tới góp vui thôi đó. Thượng tỷ xem thử, cái tên rác rưởi đắc tội ta rốt cuộc là có thể làm nên cái trò trống gì thôi mà. Ngu dốt, nè, ta nghe thấy hết rồi đó nha. Đang ghét là dám mắng ta. Thì tử ngươi muộn chút. Hiệt lão, nhanh 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 hấp thụ linh căn.